You. Xin chào, tôi là Star, hướng dẫn viên cho tool checking online cùng Jetstar. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bước đầu tiên, các bạn vào ngay website jetstar.com tìm kiếm đến một web checking và nhấp vào đó. Bước thứ hai, các bạn hãy điền thông tin lần lượt vào các mục bên đây: mã đặt chỗ Jetstar, địa chỉ email hoặc họ của người thực hiện chuyến bay. Sau khi thực hiện xong, hãy nhấp vào nút làm thủ tục. Quý, hãy kiểm tra lại kỹ tên của người thực hiện hành trình, sau đó nhấp vào nút tiếp theo nhé. Chúng ta đã đi được một nửa hành trình rồi, cùng kiểm tra lại thông tin chuyến bay một lần nữa cho chính xác nào. Nếu mọi thứ đã đúng với lịch trình, hãy tiếp tục nhé. Trước khi kết thúc, chúng ta hãy đọc kỹ một số lưu ý để đảm bảo an toàn nha. Nhấp có nếu bạn đã hiểu và tuân thủ các yêu cầu về hàng hóa nguy hiểm. Sắp xong rồi, hãy chọn một trong hai phương thức bên đây để Jetstar gửi thẻ lên máy bay cho bạn nhé. SMS bằng số điện thoại di động hoặc địa chỉ email, nhớ kiểm tra thật kỹ sau đó nhấp vào nút tiếp tục làm thủ tục. Wow, mọi thứ đã hoàn thành rồi. Nhấp vào nút xem thẻ lên máy bay để xem lại cuộc hành trình của mình nào. Mọi thứ thật nhanh và tiện lợi phải không nào? Hãy kiểm tra thật kỹ tất cả các thông tin một lần nữa nhé. Aha, chicken line thật dễ dàng cùng Jetstar.